Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Head Honda Hồng Đức à. Thì trong clip ngày hôm nay Nhật sẽ cập nhật cho các bạn một dòng xe cực kỳ hot của 2024 luôn, chính là dòng xe Future của 2024 nha các bạn. Thì đây là dòng xe phiên bản này đã mới về đến cửa hàng, mới to luôn nha các bạn. Thì hiện tại các bạn cũng đã tìm hiểu rất là nhiều thời gian qua, nhưng mà thời gian trước thì cũng đã chưa về cửa hàng. Thì lúc trước mà có nhiều anh chị gọi cho Nhật thì mình chưa chốt được, thì hiện tại cửa hàng đã về đầy đủ màu sơn rồi. Rất là nhiều dòng xe để mình tại cửa hàng ha, mình có nhu cầu thì đến cửa hàng để xem xe nha các bạn. Thì màu này là phiên bản màu xanh nha các bạn. Thì hiện tại cửa hàng đã trưng quay cho các bạn mình xem hai chiếc ha, phiên bản màu xanh bánh câm và phiên bản màu xanh bánh mâm. Nó có hai màu sơn nha các bạn. Ngoài ra những cái phiên bản màu khác, chẳng hạn như là phiên bản màu trắng, màu đỏ, xanh nhám, đen nhám, thì số lượng về cũng đã rất là nhiều rồi. Để mình có anh chị mình có nhu cầu mua sắm ở thời điểm Tết này á, thì mình tranh thủ qua cửa hàng ha. Thì trước khi á, thì Nhật sẽ quay á, thì Nhật sẽ cập nhật về địa chỉ cửa hàng để anh chị mình có thể là dễ dàng cập nhật hơn. Head Honda Hồng Đức 10 với địa chỉ là ấp Chầu Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và số liên hệ với Nhật với số là 0964 234 878, hoặc là có thể liên hệ với một số nữa là liên hệ với bạn An. Số điện thoại thì Nhật có thể trên màn hình nha các bạn. Rồi thì hôm nay thì Nhật sẽ quay cho các bạn về hai cái màu sơn này. Kế tiếp là Nhật sẽ cập nhật về giá cho các bạn, đã có giá luôn nha các bạn. Và cái phần kế tiếp là một cái điều đặc biệt là Nhật muốn chia sẻ cho các bạn, chính là cái phần trả góp chỉ lãi suất 0.79% và giao luôn cào gốc cho các bạn ha. Và cửa hàng có chương trình thu của đời mới và sẽ hỗ trợ cho các bạn chương trình là 0% lãi suất. Thì chương trình như thế nào thì Nhật mời các bạn mình xem xe nha các bạn. Thì đầu tiên là Nhật sẽ quay về cái phiên bản màu xanh, phiên bản bánh mâm trước các bạn. Đây là chiếc phiên bản bánh mâm nha các bạn. Thì nếu như ở phiên bản của 2023 là phiên bản màu xanh bánh mâm này là mặt nạ nó sẽ xanh nguyên con luôn, và nó xanh nó là như là xanh nhạt. Còn phiên bản 2024 này nó sẽ thay đổi từ phiên bản xanh đậm, xanh nhạt thành xanh đậm. Các bạn thấy phiên bản màu xanh này ở thời gian trước thì các bạn mình muốn sở hữu những phiên bản màu này thì các bạn mình cần phải bỏ thêm một số tiền để mình chọn cái phiên bản màu độ màu, hoặc là các bạn mình có thể là chọn hình thức là mình đi độ màu hoặc là dán đề can chẳng hạn. Tuy nhiên thời điểm 2024 này xe cũng đã có sẵn luôn rồi, cho nên mình không cần phải đi độ màu gì cả, đã có sẵn giống như cái phiên bản của dòng xe Quay Y đó các bạn. Nó y chang như phiên bản của Quay Thái các bạn, rất là xanh rất là đậm, rất là đẹp luôn nha các bạn. Mình thích phiên bản màu này thì đến ngay cửa hàng ha. Còn các bạn mình hiện tại mình chưa đến cửa hàng được thì mình có thể là gọi trước cho Nhật ha, thì mình có thể là đặt cọc lại để mình có thể là giữ xe lại cho các bạn ha. Thì số lượng cũng có giới hạn cho nên mình có nhu cầu thì tranh thủ nha các bạn. Rồi thì những cái phần thay đổi là cái phần mặt nạ là sẽ thay đổi từ phiên bản màu xanh bóng thành cái phiên bản màu đen bóng nha các bạn. Nó thay đổi là xe mình nó trở nên là nó cứng cáp hơn. Và kế tiếp một cái điểm thay đổi nữa chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu mà các bạn mình rất là hay quan tâm vào dòng xe Future này. Thì các bạn đã biết rồi, thì dòng xe Future được mệnh danh là ông vua dòng xe số, và khả năng tiết kiệm của dòng xe Future này cũng thuộc dạng là cao nhất. Rất là ít dòng xe nào có thể là sánh đôi nổi với chiếc Future nha các bạn. Đây, khả năng tiết kiệm nhiên liệu hiện tại là chỉ 1.47 trên 100 km thôi nha các bạn. Thì ước tính thì một lít xăng nó sẽ đi được tầm khoảng cỡ 68 km cho đến 70 lần nha các bạn. Nó sẽ tiết kiệm hơn so với cái phiên bản của 2023 nữa. Ở phiên bản của 2023 nó chỉ có 1.54 thôi nha các bạn. Phiên bản mới này nó sẽ thay đổi và tiết kiệm hơn nha các bạn. Một cái điểm thay đổi nữa chính là cái phục trước nữa các bạn. Ở phần phục trước của phiên bản này là cái phục màu đen nhám nha các bạn. Nó thay đổi từ phiên bản màu bạc bóng thành phiên bản màu đen nhám. Đây là một điểm thay đổi nữa, và kết hợp thêm cái bộ lốc ha. Lốc của dòng xe này thay đổi là phiên bản cũng là đen nhám luôn ha. Ở thời gian trước á, phiên bản cũ á, là phiên bản màu màu bạc ha. Đây, và trắng sơn cũng vậy. Và phục sau cũng vậy, nó thay đổi hết ha các bạn. Nguyên dàn chân nó là đen hết. Đó, nó giống như cái dòng xe phiên bản trước đã thay đổi, chẳng hạn như là Grand Pha 2024 các bạn. Bản Future 2024 này nó cũng vẫn như vậy các bạn. Thay đổi từ màu bạc thành màu đen hết nha các bạn. Nhìn xe mình trở nên rất là cứng cáp và phiên bản rất là thể thao nha các bạn. Còn đây là phiên bản bánh câm nè các bạn. Ở phiên bản bánh câm này thì theo những đánh giá thì nó sẽ đẹp hơn, nhìn thấy xe mình nó sắc nét hơn so với phiên bản của 2023 là bản cũ đó các bạn. Nó sẽ xanh nguyên con nha các bạn. Ở phiên bản của 2023 là cái phần mặt nạ này nè các bạn. Cái phần mặt nạ và phần giá là nó là phiên bản thành là phiên bản màu đen bóng. Đây, phiên bản cũ là hai cái phần này là đen bóng nha các bạn. Còn ở phiên bản mới nó sẽ xanh nguyên con luôn ha, xanh cả phần mặt nạ và xanh của cái phần dè luôn đó. Nhìn xe mình nó sẽ đồng điệu màu sơn hơn các bạn. Theo nhận thấy thì chắc màu này chắc có lẽ các bạn mình chọn rất là nhiều, cho nên mình có nhu cầu thì đến cửa hàng để chọn em nó ha. Rồi thì là đây là cái phiên bản bánh câm cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Đó, đây là những cái phần thay đổi của cái dòng xe Future. Ngoài ra còn những cái phần còn lại bao gồm cả ngoại hình nè, hay là kiểu dáng nè,
rồi đèn này, sử dụng đèn led nè, bộ tem nè, nó vẫn vừa giữ giống như phiên bản cũ nha các bạn, y hệt như phiên bản cũ, nó chỉ thay đổi thêm cái màu sơn để mình có thể là dễ dàng mình lựa chọn thôi nha các bạn. Rồi thì về phần giá cả của hiện tại của dòng xe Future này thì giá hôm nay nó chỉ từ là 33.990.000 thôi các bạn. Thì theo nhận được biết á, thì dòng xe Future này là dòng xe Future mới thì giá nó cũng cực kỳ hot, ở những cửa hàng nhỏ lẻ thì có lẽ là giá nó cũng cực kỳ cao rồi, cho nên á thì mình có nhu cầu ở thời điểm hiện tại bên cửa hàng bên mình chỉ sở hữu những dòng xe này á, thì các bạn mình đến ngay cửa hàng ha. Thì giá hôm nay nó chỉ từ là 33.990.000. Thì đối với chương trình khuyến mãi giảm giá thì hiện tại có rất là nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá để mình lựa chọn. Chẳng hạn như là chương trình hỗ trợ trước bạ 500.000 trừ thẳng trên giá nè. Chương trình thứ hai thì những muốn chia sẻ chính là chương trình hỗ trợ dành cho công nhân á. Thì nếu như là quý anh chị mình đang là công nhân á, thì khi mua xe mình nhớ thêm thẻ công nhân của mình, thì cửa hàng sẽ hỗ trợ giảm cho các bạn là 500.000 trừ thẳng trên giá luôn, chương trình dành cho công nhân ha. Còn cái chương trình kế tiếp những muốn chia sẻ cho các bạn á, là chương trình thu cũ đổi mới. Thì với chương trình này á thì các bạn cần phải có một dòng xe đời cũ mình không sử dụng, có thể là xe 50, xe khác hãng, thì bên cửa hàng bên mình vẫn thu cho bạn với giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại để mình có thể là mình đổi xe được. Thì với chương trình này á, các bạn mình sẽ được chọn là một trong hai chương trình chính. Các bạn mình có thể là chọn trả góp 0% lãi suất, hoặc là mình mua tiền mặt á, thì cửa hàng sẽ hỗ trợ cho bạn giảm thêm 1 triệu đồng để mình mua tiền mặt để mình có đổi xe nữa ha. Đó là chương trình. Còn các bạn mình không gõ về chương trình nào á thì alo ngay cho Nhuận ha. Số điện thoại là 0964 234 888, hoặc là alo cho bạn An ha các bạn. Rồi, thì hôm nay thì Nhuận có tính cho bạn mình các bạn trả góp luôn nè các bạn. Thì bản này là lãi suất 0.79% và giao hẳn cho bạn mình trả gốc cái cào và gốc luôn nha các bạn. Các bạn chỉ cần trả trước là 20% thôi nha các bạn. Thì giá xe hôm nay là 33.990.000. Mình trả trước 20% là 6.800.000 nha các bạn. Thì nó có những kỳ hạn góp 12 tháng á, thì các bạn mình cần phải đóng là 2.660.000, 15 tháng là 2.220.000, 18 tháng là 1.921.000, và cuối cùng là có 24 tháng luôn nè các bạn, 1.556.000. Thì đó là tất cả những cái mốc trả góp để mình có thể lựa chọn ở thời điểm hiện tại ha. Các bạn mình có nhu cầu tính trả góp cái số tiền nhiều hơn hoặc là ít hơn á, thì tùy theo nhu cầu các bạn á, thì alo ngay cho Nhuận ha. Thì Nhuận có thể là tính cho theo yêu cầu của bạn, hoặc là khi lên hồ sơ á thì mình có thể là xem thêm màu sơn khác, hoặc là các bạn Zalo đi ha, thì Nhuận sẽ quay tổng hợp đủ đầy đủ màu sơn hơn để bạn lựa chọn ở thời điểm là màu của 2024 này ở dòng xe Future ha. Và cái chương trình cuối cùng á thì Nhuận muốn chia sẻ cho các bạn chính là cái chương trình là khi mua xe thời điểm hiện tại á, các bạn mình sẽ được tham gia vào vòng quay may mắn ha. Thì nếu mình may mắn á thì mình có thể là trúng Honda Vision nè, Honda Wave nè, đồng hồ nè, nón bảo hiểm nè, rất là nhiều chương trình để mình tham gia tại cửa hàng ở thời điểm Tết 2024. Và có chương trình quay số nữa các bạn. Các bạn mình có nhu cầu đến ngay cửa hàng ha. Còn các bạn mình có nhu cầu mình giao xe tận nhà thì bên cửa hàng bên mình vẫn có chương trình giao xe tận nhà cho các bạn luôn nha. Các bạn mình có nhu cầu thì alo ngay cho cửa hàng đi, cửa hàng sẽ giao cho xe tận nhà các bạn, và phần còn lại sẽ được nhân viên mình tư vấn là đăng ký giấy tờ xe ha. Rồi thì cửa hàng sẽ kết thúc clip ở đây. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip ạ.